cửa hàng nông cơ Hải Trà Tân xin kính chào tất cả quý khách hàng đến từ cường thôn 1 Trà Tân Đức Linh Bình Thuận, số điện thoại 0932871994. Hôm nay bên em sẽ giới thiệu cho mọi người con cơ xích Shinoway 350. Một con cơ xích Nhật Bản bãi Nhật nha. Đó, 35cc rất là mạnh và đặc biệt là tua lẹ, dòng này tua rất là lẹ nha. Hệ ưa chuộng nhất của anh em miền Tây. Đặc biệt là để kiếm được một con Shinoway 350 mà mặt lốc nó chưa đầy sơn này, nó rất là ít nha. Thường thường những con mà mặt lốc đẹp như này ấy, máy móc bên trong thì khỏi phải suy nghĩ. Những con này em bao máy móc zin toàn diện, toàn bộ không lai một con ốc. Duy nhất chỉ có thay một cái ống xăng. Cái ống xăng ấy, ống dẫn xăng lâu ngày ấy là nó mục, bắt buộc phải thay. Còn tất cả các chi tiết khác zin nguyên bản từ lam xích luôn. Đó, lam Shinoway này. Xích là xích chân 25. Lam đá tinh nha, lam đầu đá tinh nha. Đó. Nguyên zin. Bao đẹp. Nói chung là cái hệ máy này ấy, nó rất là ngon luôn. Thường là anh em miền Tây rất là thích sử dụng nha. Hai ốc xích lam này. Đó. Vậy nên người ta đặt tên là hệ của anh em miền Tây. Ốc gang ti bên ngoài ấy, mình có thể vặn bằng tay được thoải mái nha. Leo lên cây mình có thể chỉnh tự chỉnh không cần vít nha. Đó. Nguyên zin luôn. Bao nguyên zin toàn diện và đặc biệt là cũng còn rất là đẹp nha. Em test nổ cho mọi người tham khảo. Nổ thì khỏi suy nghĩ rồi. Dòng này nổ bao đạp luôn. Gang ti êm như chó thở. Gió đây. Máy móc nguyên zin và được bảo hành bao lột nòng 12 tháng. Mua hàng thì bên em sẽ tặng kèm buji, rũa, tip mở và nhớt cho mọi người về sử dụng nhé. Giá thì em bán là 4 triệu cây này nhé, 4 triệu. Quý khách hàng nào mà ưng thì mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0932871994. Bên em ship hàng toàn quốc nhé, bao ship tận nhà, nhận hàng kiểm tra hàng đúng như quảng cáo mới thanh toán nhé. Khách quen thì mọi người alo, khỏi cần cọc cái gì hết, em xếp hàng tận nhà luôn. Còn khách mới thì mình cọc trước cho em 200.000 tiền phí vận chuyển nhé. Khách hàng nhận hàng thì trừ ra 200.000 phí vận chuyển, còn khách hàng không nhận hàng, không đổi ý, không mua thì tiền đó nó là tiền cước vận chuyển gửi đi gửi lại nhá. Bên em cũng không có ăn uống gì bên trong đó cả, nên là mọi người cứ an tâm, hàng bên em giao là muốn bán được hàng thì chắc chắn là phải chuẩn nhá. Hàng khỏi mệnh mọi người khỏi phải suy nghĩ. Rồi, thì quý khách hàng nào có nhu cầu sử dụng thì mình gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 để đặt hàng nhé. Bên em bao ship toàn quốc nha. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Và người xem video nhớ chia sẻ video, ấn đăng ký kênh, like video ủng hộ hàng em.